Nguyễn Phú Trọng đang dùng quy định 9 điểm mới để ham he những thành phần trong Bộ Chính trị, Ban Chỉ huy Trung ương và đặc biệt là các cán bộ lãnh đạo cấp cao cả đương chức và đã nghỉ hưu. Đừng lăm le vận động, viết bài ẩn danh, thả rắn vào dư luận để loại bỏ ứng viên Nguyễn Phú Trọng, vận động thả mồi bắt bóng cho các ứng viên Nguyễn Sơn Phúc, Tổng Thị Phóng, Nguyễn Thị Kim Ngân và Nguyễn Thiện Nhân. Xin kính chào quý vị và các bạn. Sau đây xin kính mời quý vị và các bạn cùng theo dõi bài viết Đặc khu Biển Đông, Thanh trường nội bộ, nhất thể hóa, Nguyễn Phú Trọng bật ba ngọn đèn xanh trong hội nghị Ban chỉ huy Trung ương 8. Bài viết của tác giả Vũ Đông Hà được đăng trên trang Sân Làm Báo. Dọn đường cho đặc khu Biển Đông ngồi vào ghế chủ tịch nước và tìm cách chủ dập thành phần thủ địch cấp cao trong đảng là ba chủ trương được Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng bật đèn xanh cho Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 12 tại hội nghị lần thứ 8 vào ngày 2 tháng 10 năm 2018 đặc khu Biển Đông, Nguyễn Phú Trọng đã dành 1 phần 3 bài phát biểu khai mạc để dọn đường cho đặc khu Biển Đông. Dĩ nhiên, không có những cụm từ đặc khu Trung Quốc, nhưng dưới tiểu đề về tổng kết 10 năm thực hiện nghị quyết về chiến lược biển Việt Nam đến năm 2020, Nguyễn Phú Trọng đã hé mở về đề xuất với Trung ương xem xét ban hành nghị quyết mới về chiến lược biển Việt Nam đến năm 2030 tầm nhìn đến năm 2045 tầm nhìn về Biển Đông cho đến năm 2045 được bắn tin từ tầm nhìn của Bộ trưởng Ngoại giao Tàu Cộng Vương Nghị. Cách tốt nhất để kiểm soát bất đồng trên biển giữa Việt Nam, Trung Quốc là cùng hợp tác để khai thác trên biển. Vương Nghị tuyên bố điều trên vào ngày 16 tháng 9 năm 2018 trong phiên họp lần thứ 11 của Ủy ban chỉ đạo hợp tác song phương Việt Nam-Trung Quốc tại Sài Gòn. Sau đó, qua cái loa của Bộ Ngoại giao là Lê Thị Thu Hằng, nhà cầm quyền đã xác nhận Việt Nam hoan nghênh hợp tác giữa các quốc gia, trong đó có các hợp tác về biển Việt Nam đã có hợp tác song phương và đa phương với các quốc gia khác, trong đó có Trung Quốc, với nhiều hình thức khác nhau về kinh tế, nghiên cứu khoa học, bảo vệ môi trường, phòng chống tội phạm trên biển. Chỉ 10 ngày sau, tiếp nối chuyến đi Việt Nam của Phương Nghị, Triệu Lạc Tế đến Hà Nội gặp Nguyễn Phú Trọng vào ngày 27 tháng 9 năm 2018. Triệu Lạc Tế là một trong bảy người nắm quyền lãnh đạo tối cao của Tàu Cộng, là tay phụ đốt lò đắc lực của Tập Cận Bình trong công cuộc đả hộ diệt ruồi, giúp họ tập thanh trừng phe nhóm đối nghịch và trở thành hoàng đế mới của Tàu. Trong vai trò bí thư ủy ban kiểm tra kỷ luật trung ương, chuyến đi của Triệu Lạc Tế có hai mục đích. Một là chỉ thị cho Nguyễn Phú Trọng phải thúc đẩy vấn đề đặc khu biển Đông Việt Nam Trung Quốc là cùng hợp tác để khai thác trên biển. Và ngược lại, Bắc Kinh sẽ hỗ trợ tối đa cho Nguyễn Phú Trọng tiếp tục công cuộc thanh trừng nội bộ, đả mũi đập ruồi. Thứ hai là để nâng cao mức độ hữu hảo nhằm dọn đường cho sự hợp tác rước tàu cộng vào biển Đông khai thác ở tầm mức lớn và lâu dài theo tầm nhìn đến năm 2045. Trong phiên họp với quan thầy trợ lạc tế, Nguyễn Phú Trọng tuyên bố, quan hệ Việt-Trung đang ở vào thời điểm tốt nhất trong lịch sử và những thành tựu mà Trung Quốc đạt được không chỉ mang lại lợi ích cho người dân Trung Quốc mà còn thúc đẩy sự phát triển của Việt Nam và nâng cao quan hệ song phương. Tuyên bố này không được phổ biến bởi các cơ quan truyền thông lệ đảng mà do Tân Hoa Xã Bắc Kinh đăng tải. Thời điểm tốt nhất trong lịch sử chính là câu chào hàng của Nguyễn Phú Trọng, đáp ứng lại lời mở hàng trước đó của Vương Nghị. Đó là bước khởi đầu cho sứ mạng xây dựng đặc khu Biển Đông mà Bắc Kinh giao phó cho Nguyễn Phú Trọng. Vì vậy, mới có một phần ba bài diễn văn khai mạc được dùng để chỉ thị đề xuất với Trung ương xem xét, ban hành nghị quyết mới về chiến lược biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Mở mặt trận mới để trù dập thành phần lãnh đạo cấp cao thủ địch. Sau khi chấp hành mệnh lệnh của Thiên Triều về tầm nhìn 2045 cho đặc khu Biển Đông, từ đó nhận được sự chống lưng, hỗ trợ của Cố vấn Đốt Lò, Bí Thư ủy Ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương Triệu Lạc Tế, Nguyễn Phú Trọng bán pháo lệnh cho cuộc thanh trừng khủng bố mới trong nội bộ. Nguyễn Phú Trọng đã nhắc lại những quy định của Ban chấp hành Trung ương khóa 11, như quyết định 47, quyết định 101, quyết định 55, về những điều đảng viên không được làm, trách nhiệm nêu gương của cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp, vai trò nêu gương của cán bộ, Tuy nhiên, Nguyễn Phú Trọng đã cho rằng kết quả thu được còn hạn chế, chưa đạt mục tiêu yêu cầu đề ra, và từ đó gửi thông điệp tấn công vào phe thù địch trong đảng. Đặc biệt có cán bộ lãnh đạo cấp cao cả đương chức và nghỉ hưu đã vi phạm nghiêm trọng kỷ luật của đảng, pháp luật của nhà nước, gây dư luận xấu trong cán bộ đảng viên và nhân dân. Cần lưu ý đến câu đã vi phạm nghiêm trọng do đó nguyễn phú trọng người đang được bắc kinh chống lưng để thao túng bộ chính trị đã dùng sự thống nhất cao của bộ chính trị để xin kiến nghị với ban chấp hành trung ương xem xét ban hành một quy định mới với chín nội dung yêu cầu từng đồng chí ủy viên bộ chính trị ủy viên ban bí thư ủy viên ban chấp hành trung ương phải gương mẫu đi đầu thực hiện và chín nội dung phải nghiêm khắc với bản thân và kiên quyết chống Mục tiêu chính trị của kiến nghị cho quy định 9 điểm mới này không phải là để nhắm vào những hành vi tham nhũng vô đạo đức của 180 ủy viên Trung ương Đảng, 16 ủy viên Bộ Chính trị đang còn sống và còn hoạt động. Nó được Nguyễn Phú Trọng khơi mào nhằm đáp ứng nhu cầu thời sự và cho lộ đồ nhất thể hóa. Đó là bảy khẩu AK nhắm vào những kẻ muốn chống lại mưu đồ thâu tóm quyền lực của Tổng Bí Thư đang muốn kiêm chủ tịch nước của Nguyễn Phú Trọng. Từ đó mới bước sang bước chính. Bộ Chính trị trình Trung ương xem xét, quyết định việc giới thiệu nhân sự để Quốc hội bầu chủ tịch nước. Sau khi Trần Đinh La Thăng trở thành ma tù, đầu độc Trần Đại Quang và bắt ấn cho thành ma âm phủ, Nguyễn Phú Trọng thật sự nắm thế thượng phong trong Bộ Chính trị. Thành viên Bộ Chính trị còn cựa quậy trên bàn họp hiện nay gồm có Nguyễn Phú Trọng, Nguyễn Xuân Phúc, Nguyễn Thị Kim Ngân, Phạm Bình Minh, Ngô Xuân Lịch, Tô Lâm, Hoàng Trung Hải, Nguyễn Thiện Nhân, Phạm Minh Chính, Tổng Thị Phóng, Vương Đình Huệ, Trần Quốc Vượng, Trương Thị Mai, Trương Hòa Bình, Nguyễn Văn Bình, Võ Văn Thưởng một trong những tiêu chuẩn để được Bộ Chính trị đề cử, Chủ tịch nước là ứng viên phải tham gia Bộ Chính trị chọn một nhiệm kỳ trở lên. Những ứng viên đó là Nguyễn Phú Trọng, Nguyễn Xuân Phúc, Tòng Thị Phóng, Nguyễn Thị Kim Ngân và Nguyễn Thiện Nhân. Nguyễn Phú Trọng đang dùng quy định 9 điểm mới để hăm he những thành phần trong Bộ Chính trị, Ban Chỉ huy Trung ương và đặc biệt là các cán bộ lãnh đạo cấp cao cả đương chức và đã nghỉ hưu. Đừng lăm le vận động, viết bài ẩn danh, thả rắn phần dư luận để loại bỏ ứng viên Nguyễn Phú Trọng vận động thả mồi bắt bóng cho các ứng viên Nguyễn Xuân Phúc, Tổng Thị Phóng, Nguyễn Thị Kim Ngân và Nguyễn Thiện Nhân. Do đó, chỉ một ngày sau, toàn bộ 100% ủy viên Trung ương đã nhất trí đồng ý chọn ứng viên duy nhất vào ghế chủ tịch nước là Nguyễn Phú Trọng. Kết, nhìn riêng từng sự việc sẽ khó thấy mưu đồ của Nguyễn Phú Trọng, nhưng nếu nhìn vào những sự cố và những thời điểm, 16 tháng 9 năm 2018, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Tào Cộng Phương Nghị tuyên bố cách tốt nhất để kiểm soát bất đồng trên biển giữa Việt Nam Trung Quốc là cùng hợp tác để khai thác trên biển ngày 19 tháng 9 năm 2018 tránh án tòa án nhân dân tối cao của Tàu cộng là Chu Cường gặp Trần Đại Quang ngày 20 tháng 9 năm 2018 bộ ngoại giao cộng sản Việt Nam hoan nghênh đề nghị của Trung Quốc cùng khai thác biển đông ngày 21 tháng 9 năm 2018 Trần Đại Quang chết Ngày 27 tháng 9 năm 2018, Nguyễn Phú Trọng đón tiếp bí thư ủy ban kiểm tra kỷ luật Trung ương Tàu Cộng Triệu Lạc Tế. Triệu Lạc Tế khẳng định các cơ quan kiểm tra kỷ luật của hai đảng không ngừng tăng cường giao lưu hợp tác và Nguyễn Phú Trọng tuyên bố quan hệ Việt-Trung đang ở vào thời điểm tốt nhất trong lịch sử. Ngày 2 tháng 10 năm 2018, Nguyễn Phú Trọng khai mạc Hội nghị Trung ương 8 đưa ra đề xuất để ban hành nghị quyết mới về chiến lược biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, quy định 9 nội dung và Bộ Chính trị đề cử Chủ tịch nước. Ngày 3 tháng 10 năm 2018, Nguyễn Phú Trọng được xem như là đã trở thành Chủ tịch nước với 100% phiếu thuận. Chúng ta sẽ thấy rất rõ từng bước đi của Nguyễn Phú Trọng trên lộ trình được vạch sẵn ra bởi Vương Nghị, Chu Cường và Triệu Lạc Tế. Ông Đinh Thế Huynh, người được xem là sẽ thay thế ông Trọng sau khi Tổng Bí Thư về hưu vào giữa nhiệm kỳ. Nhưng ông Huynh không còn xuất hiện trong gần 2 năm qua, làm cho thuyết âm mưu có cơ đứng vững hơn vì ông Trọng chưa muốn về nhà an dưỡng trong lúc này khi đang bận đút những thanh củi được xem là phe thu nghịch của mình. Xin kính chào quý vị và các bạn. Sau đây xin kính mời quý vị và các bạn cùng theo dõi bài viết Nhất thể hóa và thuyết âm mưu, bài viết của tác giả Cánh Cò được đăng trên trang blog Á Châu Tự Do. Dư luận mạng xã hội bị đánh thức sau cái status trên Facebook của Trương Huy San, tức là ô xin Huy Đức hay nhà báo Huy Đức, bàn về nhất thể hóa nhân việc chủ tịch nước Trần Đại Quang vừa từ trần. Ý tưởng sát nhập hay nói theo thuật ngữ của Đảng là nhất thể hóa chức danh Chủ tịch nước và Tổng Bí thư làm một đã nhắc nhở cho nhiều người quan tâm đến vấn đề này, nảy sinh rất nhiều câu hỏi. Mà câu hỏi đầu tiên phải chia thẳng vào Trương Huy San. Tại sao lại đưa ra chủ đề này chỉ sau một vài ngày khi chiếc quan tài của ông Quang chưa kịp ấm đất? Tôi không đặt câu hỏi với nhà báo Huy Đức, tôi chỉ ngẫm nghĩ về một số điều xoay chung quanh câu chuyện nhất thể hóa. Nó vừa đúng vừa sai, đúng với người này nhưng sai với người khác, đúng với địa phương nhưng lại tỏ ra không hiệu quả với trung ương. Và có lẽ nhất thể hóa là một chương trình dài hơi, đã chuẩn bị kỹ lưỡng từ kịch bản tới nhân vật, trong đó không ít vai phản diện đã bị đào thải ra khỏi sân khấu. Nhất thể hóa là tinh giảm nhân sự giữa đảng và chính phủ. Nếu đảng được xem là cơ quan quyền lực hoạt động trên căn bản lý luận, định hướng, dẫn dắt đảng viên phục vụ đất nước, cũng như phục vụ cho chính nó, thì vai trò chính phủ được xem là điều hành và phát triển đất nước. Nếu một bí thư đảng ủy không được người dân bầu ra mà do đảng chỉ định, thì chủ tịch một hội đồng nhân dân phải đi nhặt từng lá phiếu để chứng minh rằng mình được nhân dân bầu lên. Theo lẽ đó, nếu một bí thư cấp xã cũng sẽ thay thế chủ tịch hội đồng nhân dân xã để trở thành chủ tịch xã theo tinh thần nhất thể hóa, thì đảng đã vi hiến trầm trọng bởi tiếm quyền và tức đoạt tính chính danh của thể thức bầu cử do hiến pháp lập ra. Báo chí hết lời ca ngợi mô hình nhất thể hóa đã áp dụng thành công tại nhiều tỉnh phía Bắc, nhưng báo chí cũng như hệ thống chính trị do đảng cầm quyền không chứng minh được cho dân thấy một cách cụ thể sự thành công này đã làm họ hưởng được kết quả thế nào, tiết kiệm được bao nhiêu và con số tiết kiệm được đó đã giúp ích gì được cho dân chúng trong hai năm qua. Người dân bình thường hẳn nhiên không quan tâm tới việc nhất thể hóa. Cái họ quan tâm là kinh tế gia đình, là giáo dục cho con em và biện pháp y tế của chính quyền có giúp gì được cho gia đình họ hay không. Liệu nhất thể hóa có làm cho ba mối quan tâm hàng đầu ấy của người dân tốt hơn so với thực trạng trước đó? Nếu ai tham gia vào mạng xã hội và chú ý tới chính trị phía sau của ba chữ nhất thể hóa là một kịch bản lớn của Trung ương mà sự chuẩn bị của nó không kém công phu lẫn kiên trì để trở thành sự thật vào ngày mùng 2 tháng 10. Trong lần hội nghị thứ 8, Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 12 tại thủ đô Hà Nội. Trong hội nghị này, vấn đề nhân sự nhất thể hóa chắc chắn sẽ được bàn tới và kịch bản đang hoàn tất đúng quy trình. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng không những được các chính khách trong nước bàn bạc mà các nhà nghiên cứu tình hình Việt Nam cũng không rời mắt tới từng động tác của ông trong sự nghi ngờ hết sức hợp lý khi cho rằng ông sẽ trở thành chủ tịch nước thay vì tổng bí thư như từ trước tới nay. Nguyên nhân của sự nghi ngờ này rất dễ thấy vì báo chí đã dành sẵn nhiều trang để nhắc nhở tới sự nhất thể hóa cấp trung ương từ những tháng trước. Ông Trọng ngầm chứng minh với dư luận về vai trò hợp lý của mình trong chức danh chủ tịch nước qua các hoạt động đối ngoại, mà rõ và mới nhất là những chuyến công du Bắc Kinh và Moscow trước khi ông Quang mất. Ông Đinh Thế Huynh, người được xem là sẽ thay thế ông Trọng sau khi Tổng Bí Thư về hưu vào giữa nhiệm kỳ, nhưng ông Huynh không còn xuất hiện trong gần 2 năm qua, làm cho thuyết âm mưu có cơ đứng vững hơn vì ông Trọng chưa muốn về nhà an dưỡng trong lúc này khi đang bận đút những thanh củi được xem là phe thù nghịch của mình. Ông Trần Đại Quang cũng thế, nhân vật chính trong thuyết âm mưu khí mắc chứng bệnh nan y như Nguyễn Bá Thanh vài năm trước dưới hình thức bị đầu độc. Ông Quang chết thì ông Trọng mới có cơ hội thực hiện giấc mơ nhất thể hóa. Từ những điểm đen vừa kể, ông Trọng trở thành kẻ bị tính nghi số 1 nếu hội nghị Trung ương 8, ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 12 bỏ phiếu cho ông thỏa mãn giấc mơ mà Tập Cận Bình đã thành công trước đó ngồi nghe hội nghị biểu quyết buộc mình phải nhận trọng trách chủ tịch nước ông trọng hẳn sẽ ưu tư nếu còn chút tự trọng bởi người đồng chí trần đại quang vừa nằm xuống để ông bước lên không phải là một hình ảnh đẹp cách tốt nhất để ông thoát khỏi sự nghi ngờ đã chín mùi trong dân gian là ông nên để cho người dân tỏ thái độ về việc nhất thể hóa bằng lá phiếu trưng cầu dân ý của họ nếu ông tin đảng do ông lãnh đạo vẫn được nhân dân tin yêu như nhiều lần tuyên bố thì không việc gì phải mang cái xú danh giết bạn để làm vua